Cùng với việc xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển, huyện Vĩnh Lộc cũng luôn tạo điều kiện khuyến khích các hộ cá thể chuyển đổi hoạt động theo hình thức doanh nghiệp nhằm tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Để phát triển doanh nghiệp, ngoài các cơ chế chính sách của chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả vốn vay cho doanh nghiệp. Huyện còn hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất xúc tiến thương mại, nghiên cứu chuyển giao, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đặc biệt, phòng kinh tế hạ tầng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Công ty nước tẩy rửa Công Hưng được thành lập vào năm 2022, được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Công ty chúng tôi hiện có số lao động đang với mức lương là 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Tính đến thời điểm này, huyện Vĩnh Lộc hiện có gần 500 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60% doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho gần 15.700 lao động. Với dư địa, các hộ cá thể có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp còn nhiều. Huyện Vĩnh Lộc đang tiếp tục vận động, phân đấu năm 2024, thành lập thêm 45 doanh nghiệp mới, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.